Phó trưởng Công an quận. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa tất cả các đồng chí tham dự hội nghị. Như các đồng chí đã biết là chúng ta vừa đi qua cái đại dịch Covid-19 ảnh hưởng rất là nặng nề đối với tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là tình hình kinh tế và tình hình an ninh trật tự. Nhưng mà sau khi đại dịch kết thúc, thì Thường trực Quận ủy, Ủy ban đã phối hợp với lãnh đạo Tổng công ty, Ban giám đốc Công an thành phố và các ban ngành chỉ đạo lực lượng công an quận tăng cường công tác phối hợp, đảm bảo thật là nghiêm túc công tác giữ gìn trật tự an ninh tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền. Tiếp theo chương trình là phần phát biểu tham luận của các đơn vị trực tiếp tham gia vào công tác giữ gìn an ninh trật tự này. Đầu tiên tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Đông, trưởng Công an phường 7 sẽ lên trình bày tham luận về cái nhiệm vụ của lực lượng công an phường trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các ông chỉ lãnh đạo, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu dự hội nghị. Được sự phân công của ban tổ chức, tôi xin thay mặt Công an phường 7 xin được báo cáo tham luận về công tác chủ động phối hợp trong đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền, phường 7, quận 8. Về tình hình đặc điểm chợ Bình Điền thì tôi cũng xin thông qua phần báo cáo cho ông chí Phó trưởng Công an quận đã trình bày, xin thống nhất. Và cái tình hình hoạt động của chợ Bình Điền thì có cái về cái lưu lượng người và cái lưu lượng xe hàng đêm hoạt động từ nơi khác đến hoạt động rất là đông. Và cái trước cái tình hình đó thì một số đối tượng ở nơi khác lợi dụng cái tình hình đông người trà trộn để hoạt động khá là phức tạp, và kéo theo đó thì các cái dịch vụ về các cái đối tượng cho vay, đối tượng hoạt động bảo kê, đối tượng hoạt động về cái tín dụng đen thì cũng có cái chiều hướng phát sinh. Và đặc biệt là cái số đối tượng về cái trộm cắp, về đối tượng cái cướp giật thì cũng có cái tiềm ẩn phức tạp. Và trong cái tình hình hoạt động của chợ thì có cái điểm cần lưu ý nữa là do cái ảnh hưởng hiện nay thì cái giá cả cho thuê ô dừa, nên là một số cái tiểu thương có cái chiều hướng là ra phía bên ngoài hoạt động, nên là nó gây ảnh hưởng đến cái việc mà lấn chiếm lòng lề đường ở trên cái tuyến Quảng Trọng Linh, nên là cũng có một số cái phát sinh phức tạp. Từ cái tình hình đó thì trong cái thời gian qua thì cái lực lượng công an phường 7 cũng đã có cái phối hợp với các cái lực lượng bảo vệ phố, dân quân và cái lực lượng bảo vệ của chợ và các cái lực lượng đảm bảo an ninh trật tự của các cái hợp tác xã, công ty bốc xếp đã phối hợp chặt chẽ để giải quyết và tiếp nhận xử lý kịp thời các cái vụ việc liên quan đến cái tình hình an ninh trật tự xảy ra trên cái địa bàn của 6 và đặc biệt là khu vực chợ Bình Điền, và xử lý theo đúng quy định pháp luật. Để công tác phối hợp thực hiện tuyên truyền thông qua nhiều hình thức và qua cái hệ thống loa phát thanh của chợ đã phát động người dân và các cái tiểu thương, các cái khách hàng đến tham gia giao thương tại chợ để nêu cao tinh thần cảnh giác và phát hiện tố giác, cung cấp những thông tin liên quan đến việc xảy ra trên khu vực khu phố 6 để kịp thời xử lý các cái đối tượng vi phạm. Thì cái lực lượng tuần tra chốt chặn thì hàng đêm có phân công hai đồng chí công an phường phối hợp cùng với lực lượng bảo vệ của khu phố 6 cùng với lực lượng bảo vệ của chợ để tuần tra về các cái chốt chặn để đảm bảo cái tình hình an ninh trật tự của chợ. Về cái khó khăn tồn tại hiện nay thì cũng có một số cái khó khăn. Thì về cái tình hình va quẹt giao thông thì giữa các cái xe
xe mà của các cái hợp tác xã bốc xếp, thì nói chung là trong cái quá trình vận chuyển ở trong cái khuôn viên chợ thì có cái va chạm với một số khách hàng rồi một số người dân đi chợ, nên là cái việc đó khi phát sinh xảy ra cái vụ việc thì cái việc thẩm quyền xử lý cái này cũng đang cần phải có cái thống nhất giữa cái lực lượng công an hay là một cái lực lượng nào để thống nhất trong cái việc xử lý. Còn cái việc đó là liên quan đến cái công tác lập hồ sơ xử lý các cái vụ việc, thì hiện nay thì các cái tiểu thương rồi khách hàng đến giao thương tại chợ thì các ông chí biết thì chủ yếu là hoạt động về ban đêm, cho nên là cái thời gian để mình tiếp xúc làm việc để học các cái tài liệu chứng cứ thì nó gặp cái khó khăn. Thì có khi thì họ hẹn là cái ban đêm thì họ buôn bán, ban ngày thì họ ngủ nghỉ đến trưa họ mới dậy, nên là cái thời gian cũng có cái chậm gây khó khăn cho cái việc mà thu thập lập hồ sơ. Thì vấn đề thứ hai nữa là có một số khu vực là hiện nay là chưa có được lắp đặt camera, nên là khi xảy ra các cái vụ việc chưa có trích xuất được camera để có cái căn cứ để xử lý. Cái vấn đề tiếp theo nữa là các cái những cái hành vi mà liên quan đến cái việc mà trộm cắp cái tài sản là giống như là tôm cá rồi cái việc bảo quản là cũng có cái khó khăn, nên là nếu mà khi xảy ra trong cái quá trình lập hồ sơ thì cái bảo quản về cái thu giữ gặp có nhiều cái khó khăn làm ảnh hưởng đến cái việc xử lý cái vật chứng. Cái vấn đề nữa là cái đối tượng, thì cái số đối tượng chủ yếu đến địa bàn hoạt động là cái đối tượng từ nơi khác đến là nhiều, nên là cái việc mà xác minh cũng gặp cái khó khăn. Khi xảy ra vụ việc thì là đối tượng nhiều khi đi đến chợ để mà làm bốc xếp hoặc là buôn bán thì hầu như là ít có khi nào mà đem theo giấy tờ tùy thân, nên khi mà gặp cái trường hợp mà vi phạm thì xác minh rất là khó khăn, và thậm chí là họ cái trình độ dân trí cũng rất là thấp. Khi mà làm việc hỏi cái hộ khẩu thường trú ở trình bày cũng không có được chính xác nữa, nên là cái việc mà khi lập hồ sơ xong rồi khi xác minh lại sai, nên là cái công tác lập hồ sơ là cũng có khó khăn, để mất thời gian, có cái ảnh hưởng đến cái thời gian về cái chuyện về xử lý vụ việc. Cái phương hướng trong cái thời gian tới để giải quyết cái công tác phối hợp đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên khu vực chợ và cũng như cái khu vực địa bàn khu 6 phường 7 quận 8, thì phía công an phường là có chủ động đề xuất cấp ủy đảng chính quyền đề xuất các cái kế hoạch để huy động phối hợp với cái lực lượng để thực hiện nhiều giải pháp nhằm mục tiêu là yêu cầu nhiệm vụ theo cái chương trình nghị quyết đề ra và không để bị động bất ngờ. Thì tập trung công tác nắm tình hình, nhận định, phân tích, đánh giá và dự báo những cái tình hình diễn biến phức tạp liên quan đến tình hình an ninh trật tự, kịp thời chủ động triển khai những biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và đề ra các biện pháp đối sách phù hợp có hiệu quả với từng loại đối tượng, không để đối tượng lợi dụng lôi kéo phát sinh tình hình phức tạp trên địa bàn. Tham mưu cho cấp ủy đảng chính quyền xây dựng kế hoạch chỉ đạo các ngành đoàn thể phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ kinh doanh và từng người dân, hướng dẫn cho người dân về nắm rõ các phương thức thủ đoạn hoạt động của số tội phạm như là trộm cắp, cướp giật, về lừa đảo, vân vân, để đề cao cảnh giác và chủ động phòng ngừa, có ý thức bảo vệ tài sản. Cũng từ đó là người dân nhận thức được cái trách nhiệm để hỗ trợ cho lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tố giác tội phạm, có thể tố giác thông qua cái mạng xã hội, thông qua điện thoại của đường dây nóng để phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Hay là tăng cường công tác phối hợp thực hiện cái tuần tra mật phục khép kín địa bàn và nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phối hợp,
phối hợp rồi gồm có lực lượng công an phường, bảo vệ dân phố và lực lượng bảo vệ chợ, lực lượng dân quân thì chú ý cái tuần tra chốt chặn ở các cái tuyến địa bàn giáp ranh, địa bàn khu vực thường xảy ra cái tình hình phức tạp như là trộm cắp, cướp giật, vân vân, về tệ nạn xã hội. Thì nói chung là cái tình hình tệ nạn xã hội ở trên cái khu vực chợ là cũng có, chủ yếu là cái cờ bạc. Chung là cái số tiểu thương là một cái số mà mấy ông mà làm trong các cái ô dựa, sau cái thời gian làm việc rảnh rỗi rồi ở lại là bắt đầu đánh bạc, là cũng có cái ảnh hưởng đến cái tình hình an ninh trật tự. Có cái xây dựng kế hoạch về bố trí phân công lực lượng và thời gian tuần tra phù hợp để đạt được hiệu quả, phối hợp với các đội nghiệp vụ tăng cường công tác quản lý nắm tình hình địa bàn, đối tượng để phát hiện các băng nhóm tội phạm, nhất là các cái băng nhóm cướp giật, trộm cắp, các cái hoạt động bảo kê, đồng thời chém mướn, đòi nợ thuê, nhằm thu thập tài liệu, lập hồ sơ và triển khai các cái biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, thống kê lên danh sách, dựng hồ sơ toàn bộ số đối tượng hoạt động nghi vấn là cho vay, số đối tượng có biểu hiện đòi nợ thuê, đồng thời chém mướn. Thông qua đó là sàng lọc những đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội để đưa vào diện điều tra quản lý và thực hiện các biện pháp đối sách phù hợp, nhất là số đối tượng từ các cái tỉnh phía Bắc vào lợi dụng cái tình hình phức tạp của chợ để hoạt động cho vay hoặc là hoạt động bảo kê, số đối tượng có tiền án tiền sự, số đối tượng từ nơi khác đến địa bàn sinh sống hoạt động, rà soát lên danh sách số đối tượng nghi vấn hoạt động cờ bạc, ma túy và thực hiện đối sách với từng loại cụ thể, rồi gọi hỏi răn đe, xác minh, làm rõ những đối tượng có biểu hiện nghi vấn, đề xuất xử lý các đối tượng theo các nghị định của chính phủ. Tiếp theo nữa là phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các cái đợt kiểm tra hành chính, truy quét các cái đối tượng nghi vấn về ma túy, hình sự, tệ nạn xã hội, và kiểm tra các cái cơ sở kinh doanh có điều kiện dịch vụ nhạy cảm ở khu vực quanh chợ. Lưu ý là tập trung ở các cái khu vực công cộng, các cái quán cà phê, các cái khu vực còn đất trống ở quanh chợ, để phát hiện xử lý các cái đối tượng nghi vấn về tệ nạn xã hội, ma túy. Tập trung kiểm tra các cái khách sạn, phòng cho thuê, các cái hộ ngăn phòng cho thuê ở khu vực quanh chợ Bình Điền để phát hiện xử lý các cái đối tượng nghi vấn ẩn náu hoạt động. Để tiếp theo nữa là phối hợp với công an các cái địa bàn lân cận như là công an xã An Phú Tây, Phong Phú, huyện Bình Chánh, để tăng cường công tác kiểm tra các cái địa bàn giáp ranh, các cái thực hiện cái công tác trấn áp tội phạm. Và cái thông tin đối tượng ở các cái địa bàn giáp ranh để có cái phối hợp xử lý. Trên đây là các báo cáo tham luận của công an phường về công tác phối hợp trong cái đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn chợ Bình Điền. Cảm ơn các đồng chí đã chú ý lắng nghe. Kính chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.